được rất nhiều các đại ca đầu gấu dân chơi đất Bắc kính sợ. Anh Trường Con năm 12 tuổi đã từng móc túi ở trên chuyến tàu Bắc Nam. Kể từ đó anh đi trường bộ, chính thức anh đi vào giới giang hồ Nam Định với thành tích móc túi, với bản án móc túi. Năm 10 năm tuổi, anh Trường Con hai tay hai con chó lựa vào bãi than giải cứu hai đàn em giữa một bầy. Kể từ đó anh Trường Con được ghi tên vào bảng số giang hồ Nam Định và giang hồ đất Bắc.